Ta-da, sáng nay mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cô ghé quán cà phê 343 nha bà con. Hôm nay sáng nay ba mẹ cô tập trạng lười biếng quá cho nên ba mẹ cô vô đây ngồi uống cà phê ăn sáng kiều dễ cơm thêm nè. Hôm nay ở đây cho mình ăn canh tép mỡ, canh khoai mỡ nè, mà sao hôm nay không có chén chè nào vậy ta? Lát nữa đây ba mẹ cô hỏi. Mà đây là đi cacao sữa đá. À đây là khung cảnh của quán nè bà con. À hôm nay ba mẹ cô chọn cái góc nhìn từ dưới đây mình nhìn thẳng lên, mình sẽ nhìn thấy được nhiều góc, nhiều cạnh, nhiều khung ha. Có cái dàn nước này bắn cũng vui nè. Bên đây cây cối mát lắm mà con, gắn mấy lồng đèn này ba mẹ cô thấy cũng thú vị lắm nè. Xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Sài Gòn bây giờ là 9 giờ 45 phút sáng thứ sáng này là sáng thứ tư. Ba Michael đang có mặt ở đây là trường Đức Trí nè bà con. Trường này được trường Su nè. Bên đây là rạp này, người ta gọi là rạp Phúc Thanh. Bên đây là xóm này, xóm Mã Lạng nè. Xóm này xưa quậy lắm nha bà con. Bên tay trái ba mày rồi đây là chùa Lâm Tế, vậy là đối diện qua đây là xưa là đại sứ quán Tây Đức. Sáng nay là tiếp tục chở bà con cô bác đi dạo Sài Gòn. Xin thưa bà con cô bác đó là do ngày hôm qua mưa, một cái cơn mưa nó tầm tã, thành nữ ra Sài Gòn hôm nay nó mát, dù rằng nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 31 độ C đó bà con. Không hiểu sao ha, nóng thì nó vẫn cứ nóng vậy đó. Nhiệt độ nóng thì cứ nóng nhưng mà không có cảm giác nóng. Đây là chợ Thái Bình rồi con. Đây có cái tiệm bán thịt bò Phú Quý nè, thấy đông lắm nha, người ta mua đông lắm. Cái tiệm này nè. Cái người bán chợ Thái Bình đó, họ bán là mặt tiền này coi vậy mà họ bán được nha bà con. Cái tâm lý của người dân Sài Gòn là thích mua nào tiện lợi cho rẻ nhanh, thử ra người ta ghé mấy cái tiệm ngoài đầu ngõ này ta mua, mà còn mấy cái tiệm bên trong đó bà con có bán muốn mua thứ nhất là phải gửi xe đi bộ vô, thử ra kiếm ai vô vẫn mua lắm. Xưa đó là cái rạp quốc tế nè bà con. Rạp quốc tế này nó còn có một cái tên nữa mà ba mẹ cô quên cái tên của nó rồi. Các bác nào biết thì các bác nhắc giúp ba mẹ cô nhé. Ba mẹ cô nhớ được cái tên rạp này, rạp quốc tế. Đường này là đường Đỗ Văn Đẩu nè. Sớm Tây Da Đen, không hiểu sao người Da Đen người ta tới đây người ta sống nhiều lắm đó là con bắt cái ông mới chạy ra hết kìa. Chắc có lẽ là ở đây nó rẻ, thành thử ra dân Da Đen qua bên này tập trung về khu này sống nhiều lắm. Trung tâm hàng quán này mới mở nè.
hay là mai mốt ba Michael mở cái tiệm, một cái quán ăn là cơm tấm ba Michael ta. Thật ra xin thưa bà con, bác ba Michael mở dư sức mở mấy cái quán ăn đó nha bà. Quán ăn với quán cà phê ba Michael mở được hết, nhưng mà mình còn không có muốn mình bị dính rồi đó. Nói đùa với bà con cô bác chứ mở mấy quán ăn này cực lắm đó nha bà con, chứ không phải giỡn đâu. Mở mấy quán cà phê cũng cực lắm á, nó nuốt thời gian của mình nhiều lắm. Và cái cuộc sống của ba Michael bây giờ là ba Michael thích tự do tự tại, thích ăn thì ăn, thích ngủ là ngủ, thích chơi là chơi, cho nên ba Michael sẽ không có đưa mình vô cái thế mà coi như là mình bị tiền bạc rồi công việc thì nó hút mình hết đâu. Bên tay trái này xưa là gara quê hương này không? Ở cái trường này trường Chu Văn An rồi không? Trường này hồi xưa là Chu Văn An lớn nè, lớp lớn nè. Trường này trường trung học nè. Ở đó nó tên là trường Hưng Đạo của cha Huynh đó, và thầy hiệu trưởng là giáo sư Phú. Thì cái trường đó là trường của lớp lớn. Còn cái trường tiểu học là ở bên đây nè bà con. Hồi xưa nó cũng tên Hưng Đạo luôn. Còn bây giờ nó là đại học sân khấu, nơi đào tạo ra cái diễn viên đó. Đây là Đập Thăng Long. Bà con có xem nè. Đó, đây là hồi xưa đó là trường Hưng Đạo luôn á. Trường Hưng Đạo này nó còn có một cái cổng ở phía sau nữa bà con. Nó đi ngang qua bên cái cư xá 137 ở đây nè. Đó, đây là trường này là trường tiểu học. Còn bên tay phải ba Michael đây nè bà con, có một cái tiệm bánh mì. Dưới 575 có một tiệm bánh mì nha bà con, nổi tiếng lắm á, bánh mì Nguyễn Ngọ nè. Chỗ Western Union nè. Đó, đó cái cổng của trường tiểu học Hưng Đạo đi vô cổng này nè bà con. Nó có cái cổng nhỏ trong cái hẻm này nè. Kia đó là Rạp Hải Hoàng đó bà con. Bên tay trái này là Cô Nhi Viện nè. Ở đây ở đó có một cái hội dục anh. Xe buýt City Tour sao nó vắng que, người ta chạy xe không luôn đó bà con, không có một bóng người. Và con đường này là đường Nam Quốc Trang nè. Đường Nam Quốc Trang này hình như hồi đó nó tên là Đặng Đức Siêu rồi đó. Lâu quá không nhớ. Bên tay phải là ga Sài Gòn. Hồi đó bên cái hẻm này nè bà con, bây giờ nó là đường hẻm ha. Chứ hồi xưa nó là cái hai cái đường rầy xe lửa đó bà con. Hai cái đường rầy xe lửa, đây là bên tay trái này là đường rầy xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho nè. Còn bên tay phải bên đây đó là cái đường rầy xe lửa Sài Gòn Hòa Hưng. Còn đây là nhà thờ Nguyễn Sĩ, có cái trường Kết Đoàn nè. Trường Kết Đoàn này hồi xưa đó hình như là cuối năm 75 mình như ba mươi còn nhớ lầm, nó là tên là trường Phan Văn Minh thì phải. Không nhớ lắm nha bà con, cô bác nhớ thì bà con cô bác chia sẻ giúp ba Michael nhé. Đây là nhà thờ Nguyễn Sĩ. Con đường này đường Tôn Đức Tùng nè, đường Tôn Đức Tùng này hồi đó là đường Bùi Chu. Đường Bùi Chu ha. Còn bên đây phải đây là cái chung cư này của ông Đổi Có nè. Nhiều người nói ba Michael đi qua bên Úc á, đợt này đi thì nhớ mua sắm đồ về nhiều, nhiều bên Úc nó bán đồ rẻ lắm, hàng sale dữ lắm. Rồi bên kia đó kìa, ta bích làm gì vậy, kỷ niệm 10 năm rồi con. Quá trời biết vậy, sáng lên đây uống cà phê.
là bữa nào chắc nhờ bà con cô bác ở bên Úc có gì chia sẻ cho bà Michael biết là hiện tại là bên Úc còn nghe nhiều người nói là hàng rẻ lắm đó bà con, quần áo rẻ lắm, cái gì cũng rẻ lắm đó. Thì không biết có đúng không các bác, nếu mà các bác có đúng hay sai gì các bác comment chia sẻ giúp bà Michael á. Tại vì bà con cô bác có biết sao không? Ba mấy cậu đang thật sự là ba mấy cậu nói là ba mấy cậu không có quần áo để ba mấy cậu bận, quần áo giày dép cái gì cũng thiếu hết trơn á, mà gần này mà đi chơi bên Úc á, thành thử ra là ba mấy cậu đang phân vân. Bây giờ ba mấy cậu sẽ mua đồ ở Việt Nam này rồi ba mấy cậu mặc mang đi qua Úc ba mấy cậu xài, hay là ba mấy cậu mặc đại ba mấy cái đồ bèo bèo thôi, xong đó cái ba mấy cậu đi qua bên Úc cái ba mấy cậu gom vô mấy cái Scotco hay là vô mấy cái GFO gì đó để mình gom hàng về đem về nước mình xài hàng hiệu giá rẻ. Thì không biết là các cô chú anh chị và các bạn nào ở bên Úc có kinh nghiệm thì xin các bác tư vấn giúp ba mấy cậu nhé. Lần đầu hai lúa đi du lịch nước ngoài cho nên hai lúa không có biết gì hết, mong bà con bác có biết gì chỉ để cho ba mấy cậu có thêm kinh nghiệm, ba mấy cậu nốt vô rồi để đi nó không có bị vỡ ngỡ. Con đường này là con đường Lý Tự Trọng nè bà con, đây là con đường Gia Long năm xưa, đây là đường Trương Định, hồi xưa là đường Trương Công Định. Có người thì nói là đồ bên đó rẻ, có người thì nói đồ bên đó mắc lắm, cho nên biết thiệt là ba mấy cậu bị loạn luôn á bà con, không biết mắc hay rẻ luôn. Bầu trời không có nắng nè, con đường này là ngã tư đường Nguyễn Trung Trực với đường Lý Tự Trọng. Bên tay phải này là thư viện khoa học tổng hợp, bên tay trái này là tòa án nhân dân thành phố. Trước năm 75 thì bên tay trái ba mươi cầu đây là pháp đình Sài Gòn, còn bên tay phải ba mươi cầu đây hồi xưa đó là thư viện quốc gia. Cái nơi cái thư viện này nè, hồi cái thời ba mươi cầu vô là cái cổng này không bao giờ mở nha mọi con, ba mươi cầu phải đi cái cổng bên hông này nè, bên tay phải nè. Còn cái cổng này lúc là nó auto đóng, không bao giờ mở cửa. Còn bây giờ thì cái cổng này nó mở cổng chính ra nè. Và ba mươi cầu nhìn thấy vô bên trong thì xin thưa bà con cô bác, bây giờ ba mươi cầu thấy nó rất là xịn sò luôn đó bà con. Có quán cà phê nè, hồi đó ba mươi cầu không có. Cái thời của ba mươi cầu đi vô cái thư viện này nè bà con, xin thưa bà con cô bác đó là bà con cô bác sẽ thấy là nguyên là dọc dọc hai cái hành lang này nè, đó, nguyên cái dọc hai hành lang này nè, trời ơi, người đứng người ngồi người nằm có người ngủ luôn đó, dọc dọc hai cái nguyên cái lối hành lang này. Còn bây giờ thì không còn nữa. Và ba mấy cậu thấy là như là có mấy cái cây bổ sung thêm cây cũng nhiều nè, đó là dọc dọc đây là hành lang là người ngồi nằm la liệt luôn á, giờ không thấy. Con đường này đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, Nam Kỳ Khởi Nghĩa này thì đó là hồi đó nó đường Công Lý, bên kia còn cái tượng bắn thân của chị Quách Thị Trang nữa bà con, công viên bên đó người ta gọi là công viên Liên Hiệp. Xe này xe viễn thông quân đội nè bà con,
xe đó là xe tăng cường mấy cái trạm quy tắc sống. Bên phải đây đó, đó là Vinh Gia Long, bây giờ nó là bảo tàng. Trước năm 75 đây là nơi mấy ông mà thẩm phán và tối cao pháp viện đó bà con, đó là ông làm việc đây, hình như là 9 ông thẩm phán. Đưa kêu ở ngoài đâu mà tỉnh như tỉnh Quảng Nam á, cái đợt vừa rồi mà giải đi ngộ độc thực phẩm ngoài đó nhiều á, phải đem theo cái liều thuốc giải độc chuyển vào trong Sài Gòn. Rồi hiện tại thì mấy bé cũng đã được ổn định rồi, đã qua được cơn nguy kịch rồi bà con. Nhưng mà qua cái giống lên cái hồi chuông này mới thấy là cái vấn đề an toàn thực phẩm ở Sài Gòn này nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro lắm nha bà con. Cũng chả trách sao mà tại sao các cô chú anh chị và các bạn ở nước ngoài thường hay nghe nói đến thực phẩm Việt Nam, người ta cứ nói dù rằng là đây là chỉ là một cái số ít thôi, nó chỉ có nó số ít thôi chứ không phải số nhiều nha, số nhiều là chết bà ông nội luôn đó. Nó đây nè bà con, đó bánh kem nè, đó mấy cái xe đánh gánh này nè bà con, họ lấy kem từ đâu, họ lấy đồ ăn từ đâu mình đâu có biết được bà con, nguồn gốc thực phẩm của họ không biết. Và ăn xong bây giờ nói thật chứ, mua trên đường này nè, xin thưa bà con cô bác, đố mà bà con cô bác biết được cái người đó là ai để bà con cô bác truy cứu trách nhiệm. Có biết họ là ai đâu, mua trên đường họ đi họ bán dạo mà, thì qua cái mua thôi, giờ sao truy tìm, đó là chết luôn á. Cho nên ba mươi rồi nói thật chứ bà con cô bác mình cẩn trọng cái đó, hạn chế ăn mấy cái thực phẩm mà mình không rõ nguồn gốc nha bà con. Mình có thấy bán lẻ, ham rẻ là chết á. Rồi con đường này được Hai Bà Trưng rồi bà con. Giờ
ba mấy con sẽ chở bà con cô bác đi lên tới chỗ đó để cho bà con cô bác xem cái bệnh viện Di Đồng. Ngoài ray cũng được. Có một cái điều lạ lắm bà con. Ngay chỗ cái tổng lãnh sứ quán Mỹ á, lạ lắm, hôm nay lạ lắm. À, đường này đường Nguyễn Văn Bình nè, à đó là đường Nguyễn Hậu. À, dọc cái đường này là người ta để cho xe nè, bà con mắt thấy xe quá trời luôn không? À, nguyên cái bãi xe bự quá trời bự luôn mà chỉ có một người giữ à. Cũng nguy hiểm lắm nha bà con. Phải cẩn trọng lắm á, mình mà mình ở đầu này cái mình không để ý đầu kia, cái là nó qua nó rút một phát một cái là đền xe thấy bà nội luôn á, xe quá trời nè. Yeah, mấy người giữ xe này cũng nguy hiểm rủi ro lắm. Chưa có chết cha rồi, con đường này nó được một chiều. Cái đồi này người ta gọi là dốc dốc sương mù rồi bà con, cái này là gọi là dốc sương mù. Bên tay phải này là trường La Santa Be. À giờ ba mươi rồi sẽ quẹo trái ha. Đi vô con đường này là mình vô lại đường Gia Long năm xưa, giờ đường Lý Tự Trọng nè. Quay cho bà con bác xem cái bệnh viện Di Đồng 2. Trái bà con có thấy không, phía trước cửa chợ bán đồ ăn thức uống quá trời luôn không. Mấy cái này là tiềm ẩn nhiều rủi ro lắm nha bà con. À, có nhiều người nói ngon thì có lẽ là cũng có nhiều người bán ngon thiệt lắm nha, nhưng mà xin thưa bà con bắt tiềm ẩn nhiều rủi ro lắm. Đây bệnh viện Di Đồng 2 nè, nơi điều trị ba em ngộ độc thực phẩm. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.